Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ kiến thức của Trung tâm Đào tạo Đồ họa Thuận Yến. Hôm nay hãy cùng mình đi tìm hiểu cách sử dụng móc cúp áo thun và thao tác được thực hiện như thế nào thì hãy vào phần tiếp theo để xem nhé. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng móc cúp áo thun. Còn về file móc cúp thì các bạn có thể lên trang Vpick để tải về. Và sau khi tải về các bạn nhớ là mình sẽ giải nén ra và mở file BSD lên. Trong file BSD này, nó sẽ đính kèm một cái layer trên cùng nè, với dạng là Convert to Smart Object. Bây giờ mình đang muốn thay thế phần hình trên áo thun này bằng một hình ảnh khác, thì các bạn sẽ double click vào layer này nha. Nó sẽ hiện ra giống như là một file mới vậy đó. Rồi các bạn sẽ vào file và chọn Play Embed để đưa hình ảnh mà mình muốn thay thế vào. Ở đây mình có chuẩn bị một file này. Rồi các bạn mở lên. Các bạn có thể ẩn ha layer ở phía dưới và cũng có thể xóa luôn cũng được. Và mình sẽ điều chỉnh lại vị trí cũng như là kích thước phần hình mà chúng ta muốn chèn vào. Rồi mình ẩn layer ở phía dưới đi ha. Các bạn nhớ là bấm vào file và chọn Save nha, hoặc là Ctrl S vẫn được. Sau khi file đã được save xong rồi thì các bạn sẽ trả về cái file mockup ban đầu nè. Các bạn thấy đây, phần hình nó đã được thay thế vào bên trong rồi đúng không nè. Khá là nhanh và tiện lợi. Vì vậy các bạn chỉ cần một file mockup và các bạn có thể đưa bất kỳ những mẫu thiết kế áo thun nào vào bên trong cái mẫu này. Vậy là video hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng móc cúp áo thun đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video hướng dẫn kế tiếp nhé.